Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giải Mã Cặp Đôi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communications thực hiện. Và đến với chương trình, chúng ta sẽ được gặp gỡ những cặp đôi thật dễ thương. Họ đến với chương trình để tìm ra câu trả lời cho những bí mật tình yêu của mình. Và đó là những câu chuyện mà họ ít khi kể cho nhau nghe. Và quý vị sẽ là những người may mắn lắng nghe được những câu chuyện của họ. Và họ đến đây cũng đi chinh phục giải thưởng trị giá 15 triệu đồng. Đầu tiên thì xin được giới thiệu một cặp đôi mà chắc đã tham gia chương trình một lần rồi. Và quý vị cũng sẽ quen với họ bởi vì họ là một cặp đôi rất là đẹp đôi, trai tài gái sắc. Chúng tôi xin được giới thiệu nhạc sĩ Lương Bằng Quang và diễn viên điện ảnh Trương Nhi. Và cặp đôi thứ hai cũng là một cặp đôi rất là đáng yêu. Xin được giới thiệu anh Đặng Văn Vinh và người yêu của mình chị Thanh Nhàn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhau nha. Xin mời cặp số 1. Vui khi mà có mặt, Quang và Duy có mặt tại chương trình Giải Mã Cặp Đôi. Quang cũng có dịp xem những chương trình, có những cái cặp đôi để tham gia, để xem những cái tâm lý trước khi tham gia game và sau khi tham gia game coi có bị cãi lộn với nhau hay không. Cũng đã tham gia lần này là cũng lần thứ hai rồi, gặp anh Trấn Thành lần thứ hai rồi. Nhưng mà vẫn còn lo sợ lắm bởi vì anh Trấn Thành lúc nào cũng mê Trương Nhi nhiều nhất. Tôi thì tôi không có chặt chém gì ai hết. Tôi chỉ rất là vui khi các bạn còn đủ may mắn đi tham gia lần thứ hai này. Tức là đó là mình cầm cự được lâu á. Cảm ơn. Đã, xin mời cặp số 2 à. Em là Vinh, lần đầu tiên đến chương trình. Rất là hy vọng là biết được cái gì cô ấy nghĩ trong lòng trong 9 năm qua. Xin chào các bạn, mình là Thanh Nhàn. Thật ra mình tham gia chương trình này thì cũng tại anh rủ. Hy vọng là sẽ khám phá được nhiều thứ hơn. Cảm ơn hai bạn. Hai bạn quen nhau như thế nào? Kể lại thì rất là dài nhưng có ngắn gọn hơn là như trong phim Hàn Quốc. Một cách trói lọi giữa mặt trời và cách chỉ có một cái lan can của trường đại học thôi mà đi tìm hồi 15-20 phút mà không thấy. Đến khi mình tìm mình mỏi mệt quá rồi mình ngồi lên cái lan can thì nhìn xuống là thấy cô bé ấy. Thấy ghê quá, cái câu chuyện thấy ghê quá, giống phim. Cảm ơn các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có những câu chuyện thú vị xung quanh cặp đôi này. Và bây giờ mời hai cặp đôi tiến vào vòng thi đầu tiên của chương trình với tên gọi Bí mật cặp đôi. Vòng thi đầu tiên sẽ có 5 câu hỏi dành cho các bạn. Chúng ta sẽ giơ bảng để trả lời và dơ cùng một lúc. Bảng màu xanh tượng trưng cho câu trả lời là nam và bảng màu hồng là câu trả lời nữ. Các bạn sẽ đưa lên để tôi xem có trùng khớp hay không, và một câu trùng khớp chúng ta sẽ có 5 điểm. Chúng ta bắt đầu với lượt chơi của Lương Bằng Quang và Trương Nhi. Xin mời. Câu hỏi số 1, chuẩn bị dơ bảng. Giữa hai người, ai là người dám dấn thân táo bạo hơn cho nghề nghiệp của mình? 5, 4, 3, 2, 1. Trùng khớp. Câu số 2. Nếu buổi sáng ngày hôm nay Trương Nhi tỉnh dậy và phát hiện mình có baby, ai sẽ là người hoảng hốt nhiều hơn? 3, 2, 1. Tăng 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 tăng. Trùng khớp. Ủa sao kỳ vậy ta? Hiện tại thì chưa sẵn sàng nên em sẽ hoảng hốt đầu tiên. Em sẽ chưa muốn có baby đúng không? Dạ. Câu số 3. Một sáng sớm thức dậy đột nhiên phát hiện được cả hai mập hơn anh Minh béo, ai sẽ là người không chấp nhận sự thật này nhiều hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Hả? Ây chả, có vụ này nữa sao? Trùng khớp. Yeah. Sao vô cái bảng màu sắc? Tại vì ở nhà Quang là huấn luyện viên cho cả hai đứa, lúc nào cũng nhắc trời ơi đi tập thể dục nha, đi tập thể dục, đến giờ tập rồi đừng có lười đi tập. Hai đứa đi đến phòng gym nha, phải tập nhiều lên, em phải tập đủ. Có nghĩa là ngày hôm nay Trương Nhi đẹp như vậy là một phần nhờ vào giáo viên luôn luôn thúc đẩy. Đúng rồi, dạ, giống như là huấn luyện viên thể dục thúc đẩy sự thúc đẩy của anh Quang. Chứ không thôi là mập lâu rồi. Dạ, chứ không thôi là... Ây da. Câu số 4. Sau 5 năm quen nhau, ai nhận thấy mình đã có những thay đổi tích cực hơn vì người kia? Gài không được mới chết chứ. Trùng khớp. Không, tôi có thể cảm nhận được điều đó mà. Thiếu đẹp trai hơn nữa. Tôi băng lại coi chương trình thật đó đi. Tôi lại có đẹp trai hơn. Tôi xác nhận luôn. Da mặt đẹp hơn, dễ thương hơn, sáng sủa hơn. Nhưng quan trọng hơn hết là thấy mặc dù đứng hai cái cũng là hai cái ô cửa, nhưng mà thấy Quang có vẻ yêu thương Trương Nhi nhiều hơn, đúng không? Ủa vậy là có vẻ em không yêu thương nhiều hơn? Không phải nhiều hơn, tại vì em kèo dưới từ xưa tới giờ rồi anh thấy. Anh thấy ra giờ thấy người ta thương em nhiều hơn. Không, mà thật sự là có đó, mình cảm nhận được cái điều đó. Câu cuối cùng. Lỡ một ngày nào đó báo chí đưa tin cặp đôi Lương Bằng Quang và Trương Nhi đã không còn bên nhau nữa, thì nghĩ xem nguyên nhân sẽ thuộc về ai nhiều hơn? 5, 4, 3, 2, 1. Nói ngắn gọn là tại ai nhiều hơn á. 5, 4, 3, 2, 1. Nhanh. Cái gì vậy? Không gài được luôn hả? Trùng khớp. Sao hay vậy? Sao hay vậy? Mà sao Quang cũng nghĩ là bản màu hồng là luôn luôn thoải mái, nếu có trường hợp đó xảy ra luôn luôn để cho Nhi là người ra đi, rất là thoải mái, không có vấn đề gì mà nặng nề hết. Cho nên là trong cái tâm lý mình không bao giờ người ra đi hết. Nên là có ra đi thì Nhi đi ra trước rồi mình chạy hướng khác mình kiếm. Thương bạn thật đấy, càng ngày càng thương bạn đáng yêu. 5 câu xuất sắc, 25 điểm dành cho các bạn. Mời cặp số 2. Câu hỏi đầu tiên. Giữa hai bạn, ai là người bị thu hút nhiều bởi bề ngoài, cũng gọi là nhan sắc của người kia hơn? Trùng khớp. Nó giống như cái câu chuyện mà Lan Can bạn kể, đúng không? Giữa ánh nắng chói chang, đột nhiên ngó xuống thấy một cô gái tóc dài ngước mặt lên nhìn mình nữa, đúng không? Đúng không? Sợ hơi, đúng hơi sợ. Câu số 2. Ai là người nghĩ mình đang cần được nắm tay và hôn nhiều hơn trong lúc này? Có không? Thiệt hả? Trùng khớp. Chà, còn cái việc tình cảm đôi lứa thì mình cảm thấy cái việc đó rất là cần thiết, nhưng bạn gái mình thì nó hơi hay né tránh giữa công chúng đó. Mình luôn muốn thể hiện cái này trước công chúng nhưng mà lại không muốn. Hôn cái liền đi, hôn cái liền đi cho nó thoải mái. Rồi chơi tiếp đó. Cái gì vậy? Trời ơi, thấy ghê không? Có cái vụ né nữa, em mắc cười quá. Né cái gì? Tự nhiên né là né. Em chạy thoát à? Em sẽ nhớ lại. Đã không? Đã ha. Giờ tiếp nè. Quan trọng là mọi người thấy. Nói vậy chứ. Nhớ đi nha, về rồi biết. Hung cũng có vụ phạt. Khi nóng giận, ai xấu tính hơn? Tôi cũng đoán vậy. Trùng khớp. Thấy hung mà thấy đầu quánh ta là tôi thấy không ổn rồi đó. Sao? Cái điều mà coi như là khó chịu nhất mà bạn đã từng làm với bạn trai mình là gì? Em rất là theo cảm xúc, cho nên mỗi lần em giận là em đòi chia tay không à. Đòi chia tay ha. Cái đó là cái tật hư nhất của phụ nữ. Em biết mà. Mở miệng ra là chia tay. Các bạn phải nhớ là khi mình nói cái từ đó nó nặng lắm. Nói xong là ân hận liền. Ân hận liền đúng không em? Cẩn thận câu đó chứ nó dễ bung lắm nha. Nhưng mà lần nào cũng xài chứ. Câu số 4. Ai có biệt tài là một vấn đề nhỏ xíu một xíu, càng ngày càng tay quầy ra, rối như canh hẹ. Tôi cũng đoán vậy luôn. Trùng khớp. này chắc hội giải thích ha. Mà chút xíu cái đầu chia tay là tôi thấy đúng rồi đó nha. Rồi câu cuối cùng: thà nhận sai mà được lòng người còn lại, còn hơn cãi nên mọi việc càng ngày càng rối hơn. Ai ủng hộ quan điểm này? Tôi cũng đoán ra rồi. Trùng khớp. Thành thử ra các bạn cũng xuất sắc được 5 câu trùng khớp và 25 điểm. Xin chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một trận đối đầu khá là kịch tính. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi thứ hai, Chuyện Giờ Mới Kể. Và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với vòng 2 của chương trình. Ở vòng thi này có 3 câu hỏi được đặt cho cả hai đội. Chúng ta chia làm hai lượt trả lời. Lượt đầu tiên là của nam, lượt thứ hai là của nữ. Các bạn nữ sẽ tạm thời đeo headphone và bịt mắt lại, không nghe được câu trả lời của hai bạn nam. Sau đó chúng ta đối chiếu hai câu trả lời lại để xem có trùng khớp hay không. Một câu trùng khớp chúng ta có 5 điểm. Trong trường hợp các bạn nữ trả lời sau mà cảm thấy là mình sẽ trả lời giống như bạn trai mình trả lời trước đó, đặt cược với Trấn Thành, đúng được cộng thêm 5 điểm, nhưng mà nếu sai cũng sẽ bị trừ đi 5 điểm. Và bây giờ chúng ta đeo headphone và che mắt. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn: cho tôi biết món quà mà sau thời gian các bạn quen nhau cho đến nay làm cô ấy ưng ý nhất và làm cô ấy thất vọng nhất. Hai món. Mời Quang. Tôi bảo đảm là những cái món quà mà tốt nhất nó thường nó nằm ở cái đoạn cua đó. Cái đoạn cua để con đầu tư rồi sau khi cua được rồi nó vơi dần. Con nói về món quà mà khiến cô ấy thất vọng trước đi mà lại là món quà đắt tiền nhất của Quang. Thì món quà đó là Quang mua một cái máy tính bảng Sufai Pro 2. Cuối cùng tại sao thất vọng? Cô ấy ít dùng cái máy đó đi thì thấy với lại một người chơi công nghệ thì thấy mua một cái máy đắt tiền mà lại ít cầm vô thì thấy cũng tiếc ha. Rồi cô ấy ít dùng. Còn cái đó là cô ấy ưng ý nhất, đoán xem là gì? Cái mà làm cô ấy ưng ý nhất nó rất là trần trụi, đó là tiền. Tôi thích quà đó, lâu lâu tặng tôi đi. Nói chung thực tế ha, hợp lý. Tôi thích món quà như vậy. Mời bạn Vinh. Món quà mà mình nghĩ là ưng ý nhất của bạn ấy là đôi giày. Đôi giày nhân ngày sinh nhật. Sinh nhật. Rồi và món mà không ưng ý nhất hầu như không có. Hầu như không có. Không có. Không có nha. Tự tin lắm. Câu số 2: điều gì hầu hết các phụ nữ khác làm các bạn rất ghét, rất khó chịu, nhưng cùng cái điều đó mà bạn gái bạn làm thấy trời ơi sao đáng yêu thế này? Hơi căng. Theo Vinh thì cái mà bạn ấy dễ thương nhất là khi mà nhõng nhẽo với mình. Cô bình thường men lắm đúng không? Thành thử ra lâu lâu cái từng bánh bèo xuống cái thấy khoái khoái. Hợp lý. Mời bạn Quang. Nhi thì chưa có đánh răng mà mỗi buổi sáng mà hà cái hơi vô mặt mình cũng thấy dễ thương. Tôi hiểu bạn. Cho nhau hương vị đôi môi trước giờ đánh răng. Ý bạn là vậy. Đấy. Hết câu trả lời quá. Câu số 3: hãy nhớ lại xem cái hành động nào mà các bạn cho rằng mình quá đáng nhất với cô ấy từ trước đến giờ, mà nếu được thời gian trở lại mình sẽ không làm như vậy nữa. Một lần cãi vã, bực mình lắm nhưng mà cái hành động của mình làm Nhi cứ cố giữ ở nhà, cho nên là vô tình là nó mang tính chất là làm cho Nhi bị đau và chảy máu luôn. Giằng xé. Nhi cầm chìa khóa, Quang rút chìa khóa ra xước vô tay của Nhi và Nhi là không cho đi. Quang vô tình thấy cái bình gần đó, tức quá chơi luôn cái bình đó, cái miệng của cái bình đó nó rớt xuống đất. Nhi cố chạy theo thì dẫm vô cái miệng đó. Quang tiếp tục chạy xuống hành lang thì Nhi bước theo thì máu nó vẫn còn ở trong chân, nó nhiễu theo cái đó, mình nghe nó dã man quá thôi. Nếu mà quay trở lại thì chắc chắn là Quang sẽ không có để chuyện nó xảy ra bao giờ hết, và chuyện nó trong cái mối quan hệ thì chỉ xảy ra một lần duy nhất trong giữa hai đứa mà thôi. Hợp lý, tôi thích câu trả lời này. Mời bạn Vinh. Nên từ trước giờ em chưa làm cái gì mà gọi là hối tiếc với cô ấy. Cũng chưa bao giờ luôn. Chưa. Chà, chị mới nhóm lên là mình đã dập tắt rồi. Cái mối tình này giống như chuyện trong Doraemon được ha. Nhẹ nhẹ được. Mình hy vọng là cô ấy sẽ nghĩ giống mình. Rồi, đồng ý. Bây giờ chúng ta làm một nhiệm vụ đơn giản là qua tháo mắt kiến, tháo headphone, hung nhau một cái cho vui và đứng kế bên cái ô cửa kia nhá. Xin mời. Xong. Câu hỏi đầu tiên dành cho các bạn. Nhớ là giùm Trấn Thành món quà mà anh ấy đã từng tặng cho các bạn trong suốt thời gian yêu nhau. Thứ nhất là làm các bạn thích nhất, và món thứ hai là làm các bạn thất vọng nhất. Rồi, hai món cho tôi biết. Nào, thích nhất là cái gì? Nói tôi nghe xem nào. Hoa Ngọc Lan. Ảnh cứ canh trời mưa xong cái... ở trong trường anh có cây ngọc lan á, ảnh trèo lên trên đó, ảnh hái ngọc lan tặng em. Dễ thương vậy, có phố nơi anh. Không dễ thương anh, bữa nào bị kiến thắng là chết luôn. Cái lên hái, được không? Được, hợp lý, lãng mạn. Câu số 2 coi như là thất vọng đi, ghét thì không tới nổi. Nếu mà nói mà có chút hụt hẫng thì có một lần anh tặng cho em bánh sô cô la vào sinh nhật. Bây giờ bạn đặt cược không? Không đặt cược đúng không? Cả hai cái đều sai. Chia buồn với bạn. Không trừ điểm. Nhưng mà nói cho bạn biết trước luôn là anh tưởng thích nhất đôi giày tặng lúc sinh nhật. Còn đó cũng thích. Không có cái gì thất vọng hết. Món quà nào tặng cũng thấy hợp lý hết. À, vậy thôi. Rồi Trương Nhi thì sao? Hình như em nhớ món quà mà em thích nhất mà ảnh cũng thường xuyên tặng cho em, đó là tiền. Nhưng mà món quà tiền của anh ấy không cần quá nhiều, mà nó đủ để em muốn mua những gì mà em thích. Và đặc biệt là tại sao em muốn tiền là trước đó anh đã tặng cho em rất là nhiều món quà. Nào là iPad, nào là máy chụp hình, nào là máy tính bảng. Sao em giống như siêu thị kim khí điện máy vậy em? Dạ, nhưng mà những cái đó là những món quà mà anh thích. Anh nghĩ anh thích thì em sẽ thích, nhưng mà nhưng em không phải là em không thích, nhưng mà nó cũng cảm thấy nó hơi thất vọng một chút thôi. Đó là món quà em thất vọng là máy tính điện tử. Còn món quà mà anh tặng cho em thích nhất đó là tiền. Trước khi anh công bố em có đặt cược hay không? Với câu này thì em không chắc chắn nên em sẽ không đặt cược. Đáng lẽ em phải đặt cược. Hoàn toàn chính xác. Câu số 2. Đoán xem điều gì mà những người phụ nữ khác làm với anh ấy, anh ấy sẽ rất là khó chịu, nhưng mà với mình làm thì chỉ thấy dễ thương. À, cái điều dễ nè. Cái điều dễ hả? Tự thấy thử đó. Thật thường trước luôn đúng không? Chạnh. Rồi. Điều mà anh ấy ghét người phụ nữ làm với anh ấy, người phụ nữ khác ngoài em, đó là đụng vào người anh ấy. Chỉ một mình em được đụng vào người anh ấy thôi. Sao tự tin vậy? Tại vì 5 năm mà tự tin trước. Đó, nhờ tự tin em mới rớt đó. Sai em. Mất 5 điểm ha. Anh nói ra, anh nói ra cái hành động này em vui lắm nè. Như vậy vụ gì vậy? Quang nói coi. Anh khai thiệt ở trên truyền hình luôn rồi em ơi. Khai luôn rồi. Khai vụ gì? Ví dụ mà em hà hơi vô mặt mỗi buổi sáng khi chưa đánh răng đó. Mời bạn. Vậy chắc là quánh anh quá. Đặt cược không? Dạ không. Không. Thông minh đó. Bởi vì sai. Em cái đánh anh cũng ghét à. Chứ bình thường anh... chỉ có em hung dữ với anh là anh thích thôi, em đâu biết gì khác. Anh thích đâu. Em dễ thương, nhõng nhẽo như anh như mọi lần. Dễ vậy hả? Ô dễ gì hả? Trời đất ơi bạn ơi, bạn phải biết cách yêu chứ bạn dễ vậy hả là sao? Câu số 3 nè. Kể lại cho tôi nghe một kỷ niệm mà anh ấy đã làm điều tồi tệ nhất với các bạn, Và bây giờ nếu có trở lại, anh ấy thề sẽ không dám làm điều đó, làm cho các bạn buồn. Rồi, Nhi. Anh ấy nhắn tin với nhiều cô gái khác. Như là em hỏi đó là ai, anh ấy không bao giờ trả lời em hết á. Và khi mà em cứ cố tình hỏi người đó là ai thì anh mới muốn chạy trốn. Bằng cách là chạy trốn thì em mới kiểu giống như là muốn giữ lại để hỏi cho ra lẽ. Đúng rồi. Sau đó anh mới muốn thoát khỏi em lúc đó là hất em ra. Hình như là em một cái bình bông rớt xuống và em dẫm lên bình bông đó. Chị mới chừng. Bây giờ Phan, đặt cược không? Em nghĩ là đặt cược, tại vì cái đó là tệ nhất. Nếu mà không nhớ là chắc là vô tâm lắm luôn rồi đó. Dạ. Không nhớ vô tâm lắm luôn rồi phải không? Dạ. Rất đáng tiếc. Người ta phải làm em thất vọng thôi. Bởi vì người ta nhớ đó. Chúc mừng em. Cộng thêm 10 điểm. Em. Đấy em đó nhạc. Khi mà mới quen nhau, tụi em còn học ở trên đại học á. Ngày hôm đó là trời mưa. Em đi xe gắn máy để từ Thủ Đức về thành phố. Lúc đó em với ảnh đi ăn xong rồi chia tay nhau tại trường của ảnh. Em nói em đi về nha, cái ảnh cũng gật đầu em đi về đi. Có nghĩa là về luôn. Về hả? Về đi kiểu gì đúng không? Tại vì trời lúc đó là mưa. Tức quá đáng là phải giữ mình lợi chứ đúng không? Dạ không, đáng lý là ảnh phải nói thôi để anh chở em về, lát đi xe buýt về mới đúng. Ra là để em chở về được hóc đúng. Rồi đang cũng thôi về đi luôn không? Dạ, thành ra là sau đợt đó là em giận ảnh lâu lắm, 4-5 ngày gì đâu. Kỷ niệm đẹp hay. Đặt cược không? Dạ không. Cũng đúng thôi, tại vì không chính xác. Đối với bạn ấy là bạn ấy chưa làm một điều gì làm cho bạn phải thất vọng cả. Dạ đúng rồi, cho nên nó không phải tồi tệ nhất, nó chỉ là kỷ niệm thôi. Vậy thôi hả? Thôi vậy thôi. Bây giờ mình tổng kết lại số điểm nha. Sau phần thi này thì bạn Vinh và bạn Nhàn được 25 điểm, Trương Nhi và Lương Bằng Quang 35 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi cuối cùng của chương trình, vòng thi chung đôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở vòng thi cuối cùng của chương trình Giải Mã Cặp Đôi. Ô thử thách, các bạn sẽ đưa tay vào và tìm trong đó những chiếc chìa khóa tình yêu. Có 15 chiếc chìa khóa trong 5 cái ô này. Và nhiệm vụ của các bạn là phải tìm ra càng nhiều chìa khóa càng tốt. Một chìa khóa tìm được sẽ được 5 điểm. Và trong trường hợp các bạn tìm được trên 7 chiếc chìa khóa thì điểm số của các bạn sẽ được nhân đôi. Một người phải đưa tay vào tìm chìa khóa ít nhất 2 lần. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ tôi sẽ mời một đội tạm thời ra ngoài để cho đội kia ở trong này thoải mái tận hưởng. Và các bạn sẽ quay trở lại đây hưởng cùng. Trước tiên là mời đội Lương Bằng Quang với Trương Nhi ra nghỉ dưỡng ở biệt phòng. Mời các bạn vào đây tham gia cuộc chơi vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ có thời gian 2 phút cho các bạn tìm 15 chiếc chìa khóa. Và 2 phút bắt đầu. Nhạc. Sao tôi thích những âm thanh này? Nhanh lên. Không có mà. Nhanh lên. Ây da. Để lên, thời gian không còn nhiều. Cái gì vậy? Không. Và thời gian đã hết. Cảm ơn các bạn. Thật dễ thương. Bây giờ mình kiểm tra nha. Cảm ơn các bạn hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc sau 2 phút tra tấn. Bây giờ tôi cho các bạn bước ra phía trước, các bạn hiểu tôi đó là ai, tôi đó là những gì. May mắn không có được xài câu này. Em khôn quá. Em đưa bạn gái vô hai cái ô một xỉu nha. Giờ mình đếm coi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 chiếc chìa khóa. Chúc mừng hai bạn, rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có 11 chiếc chìa khóa. Như vậy là 2, 4, 6, 7 chiếc đầu. Mỗi chiếc 5 điểm là 35 điểm. 1, 2, 3, 4 chiếc sau. Mỗi chiếc 10 điểm. Cộng thêm 40 điểm nữa. 35 cộng 40 các bạn được 75 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến lượt chơi của hai bạn Trương Nhi và bắt đầu chưa? Lương Bằng Quang. Chúng ta có 2 phút. Trời ơi. Và 2 phút bắt đầu. Ủa cái này là chìa khóa là gì này, con ốc sầu đâu đây? Chìa khóa. Ai da? Ai da? Lá đâu kiếm đi? Ai biết? Chìa khóa đâu vậy? Cái gì cũng vậy thôi, không biết túp phê mà cưng. Cưng đâu rồi? Ở cây 1. À, ai ta rồi. Đi ta. Wow, ta không quá đẹp quá. Cưng ơi. Cho Nhi cái đi. Cho Nhi cái này, cho Nhi thử. Cưng ơi. Cưng ơi. Cái này được, cái này được. Cái này được, chắc phải kìa. Đi. Người yêu của em đi cái này, người em thua nè. Gì đó, phải chìa khóa. Thử thử đi cưng, thử cái này. Hợp lý. Sao ớt không thấy nữa vậy? À la la. Phải có em à? Không có. Đừng nhân nhân. Không có thấy đâu, nó cũng có mọi giờ luôn á. Hết giờ. Cảm ơn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếc quá, đúng 7 chìa khóa. Mỗi chìa được 5 điểm. Các bạn được cộng thêm 35 điểm. Xin chúc mừng. Ủa hay nó 7 điểm được nguyên đô mà. 7 cái đơn mà. Hôm nay chúng ta quá đáng yêu khi gặp hai đội. Và xin gửi cho các bạn những món quà của giải mã cặp đôi như một phần quà lưu niệm ha. Và tổng kết lại số điểm của hai đội như sau. Mặc dù chơi rất xuất sắc ở những vòng đầu, thế nhưng Trương Nhi và Lương Bằng Quang không kiếm được nhiều chìa khóa, chỉ được 70 điểm thôi. Trong khi cái cặp này là cái cặp mà yêu thích động vật, cái cặp mà dấn thân, thành thử ra là được đến 100 điểm. Xin chúc mừng. Wow. Như vậy là Trương Nhi và Lương Bằng Quang sẽ ra về với giải thưởng phiếu mua hàng 3 triệu tại siêu thị Shop Boxing, và riêng đội của bạn Nhàn và Vinh thì ra về với phiếu mua hàng trị giá 12 triệu. Quý vị và các bạn thân mến, hãy tiếp tục trở thành người chơi của chương trình. Hãy đăng ký qua trang web www.giảimãcapđôi.vn hoặc là trang Facebook cùng tên của chương trình. Và rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ thứ hai tuần sau trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Vision Communications thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.